Video này được mang đến cho bạn bởi Content Hạnh Phúc, editor Trung Khỉ và tôi Quản Quạ. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Video này được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Một cơn sóng thần lớn nhất trong lịch sử tấn công thành phố Hồng Kông, cuốn trôi mọi thứ trên đường phố, nước ngập hết tất cả các tòa nhà, mọi người bỏ chạy trong hoảng loạn, nhưng cơn lũ thì nhanh hơn họ. Asha tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trận bão kinh hoàng ấy đã trôi qua quá lâu rồi. Sự sợ hãi năm đấy vẫn chưa hề phai nhạt, nhưng cô vẫn phải gạt nó đi để sống. Cơ mà cơn lũ không chỉ là một ký ức, nó đã biến thế giới thành tận thế. Asha sống trong một tòa nhà cao tầng bị đổ nát. Một buổi sáng, cô đi lên tầng thượng, lấy một chút nước sạch để pha trà. Mắt nhìn xa xăm về thành phố đã đổ nát, Asha có một cái radio nhỏ. Hàng ngày cô đeo tai nghe rồi dò tin tức. Khi nghe thấy thông báo về nơi trú ẩn của chính phủ, Asha nịch mẹ luôn sang kênh phát nhạc. Chiều một lúc thì cô dùng khăn tắm để lấy sương sớm đổ vào bình đựng nước mưa. Asha còn cẩn thận đo lượng nước lấy hàng ngày để theo dõi thời tiết. Xong xuôi hết mọi thứ thì Asha mới đá một bát mì tôm. Đầu thì nhớ về những món ăn ngon ngày xưa. Sau đấy cô dùng ống nhòm quan sát khắp nơi. Những tòa nhà đó bắt đầu sụp đổ. Rõ ràng cô không phải là người duy nhất sống sót. Những người hàng xóm còn sống sót ít ỏi. Quan trọng nhất là tìm những chiếc hộp trôi nổi trên mặt nước. Asha chạy ngay xuống tầng thấp nhất khi phát hiện ra một cái. Cô lắp một cái máy phóng lao để móc lấy chiếc hộp xốp, giành giật nó với một con cá mập. Asha phải làm thế thì mới có vật tư để sinh tồn được. Thế mà cái hộp xốp đấy lại toàn rác, được mỗi chai rượu là dùng được. Asha bực bội trèo lên tầng thượng, lấy rượu ra rửa vết thương trên tay, vừa rửa cả vết thương trong lòng. Nói chung là sinh hoạt của Asha vẫn khá tốt, ít nhất thì tận thế mà vẫn được tắm rửa ăn uống là ngon lắm rồi. Nhưng thứ nguy hiểm nhất tận thế lại chính là con người. Có những đám có thuyền chuyên đi khắp nơi để cướp của. Asha lao xuống giấu tất cả đồ cô vừa sử dụng, thậm chí giải thêm bụi bặm đất cát khắp nơi, rồi trốn sau bức tường giả trong tủ quần áo. Đám cướp đi vào trong nhà, nhưng đồ đạc hàng ngày được Asha giấu rất kỹ, thế nên bọn chúng đành phải tay không ra về. Bọn cướp này thì cũng khá căng, thậm chí chúng còn đưa cho thằng bé nhỏ nhất một khẩu súng để phòng thân. Vậy là Asha đã trốn được bọn này thêm một lần nữa. Ngày hôm sau thì mọi thứ lặp lại y hệt như thế, trừ vụ cướp. Thu thập vật tư thì hôm nay tìm được một hộp mật ong. Chỉ một chút này thôi cũng đủ khiến cho cô cảm thấy vui lắm rồi. Nhưng mà niềm vui thì vẫn chưa hết đâu. Trong lúc Asha đang bận rộn nấu ăn, một cô bé đã lẻn vào ăn trộm hết đồ đạc của cô. Asha cũng thoáng nhận thấy có kẻ đang theo dõi cô, nên giả vờ đi rửa mặt rồi để cục xà phòng bên ngoài, đặt cái bẫy dụ tên trộm kia xuất hiện. Nhưng cô bé chặt ống đồng Asha rồi bẩy trọ ngay. Cô bé kia sau đấy tiếp tục lục lọi khắp nơi trong tòa nhà để lấy đồ, trong khi cố gắng né Asha hết sức có thể. Đến sáng ngày hôm sau, Asha mới nhận ra đồ ăn của mình bị trộm mất. Cô đi theo những gói đồ ăn bị vứt trên sàn nhà, rồi tìm thấy cô bé đang ngủ ngon lành trên một chiếc sofa. Đây rồi, lôi thắt lưng ra và dạy nó cách sống của một gia đình châu Á đi. Nhưng không, Asha lại thương cô bé quá nên bỏ qua. Cô đành quay đi nấu ăn, thậm chí là phân vân xem có nên nấu mời con bé một bát hay không. Cơ mà con bé kia vừa tỉnh dậy thì lại mò đi tìm các thứ. Nó tìm ra một tập ảnh giấu trong ổ điện đầu giường. Asha lao vào thì con bé chạy đi ngay. Trong đấy chứa những bức ảnh gia đình cuối cùng mà Asha còn giữ lại được. Tối hôm đấy Asha đấu tranh tư tưởng mãi thì quyết định nấu thêm cho cô bé một phần mì, rồi đưa cho nó ở tầng dưới nhất. Con bé đoạn này tự dưng ngẩn người nhìn ra ngoài, thấy Asha cũng chẳng phản ứng gì. Cô đối tốt với con bé này vì nó làm cô nhớ đến em gái của mình. Vào ngày sinh nhật của em gái cô, bố mẹ tặng cho nó chiếc vòng cổ của gia đình. Điều này khiến Asha tức giận vì theo truyền thống thì cô mới là người được nhận. Asha cãi nhau to với gia đình vào bữa hôm ấy. Cơ mà bây giờ thì chiếc vòng đã đang ở trên cổ cô, và nó là di vật còn sót lại để cô có cảm giác được ở bên gia đình. Quay trở lại thực tại, Asha để hộp mì bên cạnh con bé kia. Cô bé thì đợi Asha bỏ đi mới dám ăn. Thậm chí khi lên phòng ngủ còn thấy Asha trải sẵn đệm cho nó. Con bé quyết định không dùng tấm đệm, nhưng sáng hôm sau thì đem trả lại đồ ăn đã lấy hôm trước. Thế là Asha lại làm bữa sáng cho cô bé. Đến bây giờ thì hai bên coi như đã chấp nhận nhau. Việc có một người ăn cùng khiến cho Asha tìm lại chút vui vẻ trong cuộc sống, mà con bé cũng chấp nhận chuyển sang ngủ cùng với Asha. Chăn êm đệm ấm khiến cho cô bé khóc cả đêm. Asha mới bắt chuyện, hỏi ra tên cô bé là Heihei. Heihei thì đang trên hành trình đóng thuyền để rong ruổi tìm mẹ, nhưng bây giờ thì hai người tạm sống với nhau. Sáng hôm sau, Asha đưa Heihei lên sân thượng để làm vài công việc thường ngày. Heihei nghịch ngợm liền tháo băng dính dán ở cửa ra, nó khiến cho cánh cửa tầng thượng khóa sập lại. Asha bắt đầu hối hận vì nuôi thêm một đứa trẻ con. Cơ mà Heihei thì lại biết mở ổ khóa, nên thôi, thế coi như hòa nhá. Asha sau đó chuẩn bị thêm đồ dùng các thứ cho Heihei, nhưng khi kiểm tra đồ ăn thì phát hiện ra lại bị mất, thậm chí dây chuyền của gia đình cũng mất luôn. Đúng lúc đó, cô nghe thấy một số tiếng động và phát hiện ra bọn cướp đã quay trở lại. Cô vội vàng chạy đến chỗ Heihei bắt con bé giữ im lặng. Hai người theo dõi bọn cướp cho đến khi chúng rời đi. Heihei thì bị sốc với bọn cướp ngày đấy, nên bảo Asha hãy ra khơi tìm kiếm kho báu vua hải tặc cùng cô bé. Nhưng Asha từ chối, vì dù có ra ngoài thì chắc gì đã an toàn. Xong cô đá sang hỏi chuyện cái dây chuyền, Heihei bảo không lấy. Nhưng mà Asha thì không tin, làm gì có ai khác ở đây. Thế là Heihei tức tối chạy đi.
Asha tiếp tục tìm cô bé để xin lỗi các thứ, nhưng quan điểm thì vẫn là em lấy trộm thì giả đi, chị không giận đâu. Cơ mà Heihei mặc kệ cô. Bữa tối hôm đấy Asha lại ăn một mình. Cô kiểm tra bình nước thì phát hiện ra bị thiếu một bình. Hóa ra Heihei đã lấy để đem giặt quần áo cho hai người. Hành động của cô bé đã làm Asha nhớ đến em gái. Con bé rất giỏi làm việc nhà, còn Asha thì chỉ giỏi cãi nhau với bố mẹ. Đến ngày hôm sau, Asha tiếp tục dạy Heihei mấy kỹ năng sinh tồn. Đột nhiên cô bé thắc mắc chỉ vào căn phòng cuối hành lang. Nhưng Asha chỉ nói là phòng đấy thối lắm, đừng vào. Căn phòng đấy chính là nhà của Asha. Ngày xưa lúc cơn bão ập đến, mẹ của cô đã bắt tắt thời sự để cả nhà ăn cơm. Xong cuối cùng cô với mẹ cũng cãi nhau, đến mức Asha tức giận bỏ đi luôn. Quay trở lại với thực tại, Heihei ngồi nghe được thông tin về nơi trú ẩn trên radio. Cô bé háo hức chạy đến muốn Asha đi cùng đến đó, nhưng Asha vẫn nhất quyết ở lại. Heihei chê cô là đồ hèn. Asha bật lại bảo ngay Heihei là đồ ăn trộm. Heihei xả cho một tràng rồi bỏ đi ngay. Cô bé quyết định tự làm chiếc xuồng để bỏ đi. Asha lại tiếp tục bài diễn thuyết về những nguy hiểm chầu trực ngoài kia. Nhưng Heihei có súng, dù chỉ là súng bắn pháo sáng thôi, nhưng mà cũng là có súng. Asha sợ hãi tịch thu lại ngay, lỡ bắn một cái là trộm cắp tứ phương về đây như chảy hội ngay. Asha kể rằng cô đã từng đi tìm sự giúp đỡ nhưng không được, thế nên là Heihei từ bỏ ý định đi. Sáng hôm sau trời đổ mưa, Asha và Heihei vội vã lên mái nhà để hứng thật nhiều nước để dự trữ. Heihei cũng có nước để giặt quần áo luôn. Đang phơi quần áo thì Heihei nhìn thấy chiếc vòng Asha làm rơi. Cô bé liền để lại vào đầu giường, đến khi Asha đi ngủ thì sẽ phát hiện ra ngay. Mà Asha cũng nhận ra cái móc cài của dây chuyền bị hỏng nên rơi, chứ không phải là do Heihei đánh cắp. Asha cảm thấy tội lỗi nên quyết định ra làm một chiếc bè thâu đêm. Đến sáng hôm sau Heihei tỉnh dậy thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Asha quyết định sẽ đưa cho Heihei chiếc vòng cổ, hy vọng cô bé sẽ tìm được sự bình an. Sáng ngày hôm sau, hai người thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Heihei vừa bê đồ vừa nghe nhạc, khiến cho âm thanh vang vọng khắp nơi. Asha lập tức tắt đi, nhưng cô cũng quyết định rời việc ra khơi lại vì nhỡ bọn cướp đã nghe thấy âm thanh vừa rồi. Đến chiều tối thì bọn cướp thật sự đến. Hai người nhanh chóng giấu hết tất cả đi. Asha đẩy Heihei vào cái lỗ phía sau bức tường tủ quần áo, còn cô thì phải trốn trong căn phòng cuối hành lang. Mùi hôi thối cùng ký ức ùa về suýt nữa khiến cho Asha gục ngã. Ở bên ngoài, đám cướp đang lật tung mọi thứ lên để tìm. Một trong số đó đi về phía căn phòng Asha đang trốn. Hắn nín thở đi vào trong để kiểm tra tấm ga giường được phủ lên ghế sofa, nhưng hóa ra ở dưới đó là xác của ba mẹ Asha. Tên cướp không chịu được phải chạy ra ngoài. Asha cũng nôn thốc nôn tháo. Cô nhớ lại thời điểm kinh hoàng ngày đó. Asha thì thoát nạn, nhưng Heihei thì bị tìm ra. Asha nghe thấy tất cả từ trong căn phòng, nhưng cô bắt đầu đắn đo có xông ra cứu cô bé hay không, hay là để sự sợ hãi chế ngự rồi bỏ mặc nó như cô đã từng làm với em gái lúc cơn bão ập đến. Nhưng chẳng cần nghĩ nhiều, Heihei đã chỉ chỗ của cô cho đám cướp. Chúng bắt Heihei chỉ tiếp những đồ đạc bị giấu, còn Asha thì bị đánh ngất đi. Khi cô tỉnh lại thì một tên cướp đã sấn đến định làm này làm kia, nhưng những tên còn lại thét lên bắt hắn dẫn cô ra ngoài luôn. Heihei lúc này đã được chuyển ra ngoài thuyền với đống vật tư. Nhìn cô bé khóc mà Asha lại nhớ về em gái mình và quyết tâm phải giải thoát cho cả hai. Asha bất ngờ chạy ngược lại, nhưng lại bị tên cướp kéo dây giật lại. Cô lấy một mảnh CD cắt vào tay hắn, khiến tên cướp bực tức lao đến dí đầu cô xuống nước. Nhưng Asha đã lấy được pháo sáng bắn vào mặt hắn. Xử xong một tên, Asha bình tĩnh trốn đi chỗ khác. Những tên cướp chắc chắc đi vào tìm, vì đối thủ chỉ là một cô gái thôi mà. Chúng còn chia nhau ra tìm kiếm cho nó nhanh gọn nữa. Asha dụ tên béo ra một chỗ riêng hẳn, rồi dùng đàn guitar đập hắn đến tắt thở. Cô lấy dao của tên này, cuộc đi săn bắt đầu. Asha dựa vào thông thạo địa hình mà tiếp cận một tên khác. Cô dùng đài radio để thu hút sự chú ý của hắn, rồi bất ngờ đâm lén từ phía sau. Tên cướp phản kháng lại mạnh mẽ, nhưng Asha túm lại chiếc dao đục liên tâm. Máu tóe lên mặt cô chứng tỏ một kẻ nữa đã ra đi. Đến kẻ thứ ba, cô dụ kẻ này bằng cái bếp nhóm lửa tự chế, rồi bất ngờ hất dầu vào kẻ này, ném lửa về phía tên cướp rồi nhốt vào bên trong phòng kín. Tên cầm đầu lúc này vẫn chưa biết người của hắn đã bị xử gần hết. Chỉ trách chúng vô dụng không làm được gì một đứa con gái. Nhưng chính hắn cũng bị Asha phục kích đâm vào chân ở cầu thang. Tên cầm đầu lần này tóm được Asha, bóp cổ cô đẩy vào tường. Asha vùng vẫy đập vỡ bóng đèn bên cạnh, dùng mảnh thủy tinh kết liễu hắn. Khi cô bật đèn lên thì thằng trẻ con xông ra với khẩu súng. Asha chạy thẳng lên tầng thượng, dụ thằng nhóc chạy theo rồi nhốt nó lại ở trên đấy. Thằng bé bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ với giọng nói ngây thơ, khiến Asha cân nhắc việc tha thứ cho thằng bé. Nhưng thằng cô bắn mấy phát vào cửa nên Asha từ bỏ ý định đấy luôn. Chỉ còn lại một người nhặt rác trên thuyền trông chừng Heihei. Asha đi đến cửa sổ dùng cây lao ném về phía hắn, nhưng mà nó lại trượt. Khi tên cướp kiểm tra tiếng động là gì thì Heihei lao ra ôm hắn đẩy ngã xuống nước. Asha lập tức nhảy xuống để cứu. Tên cướp ngay sau đó trồi lên, nhưng ngay lập tức bị cá mập ăn thịt. Sau vài giây, Asha trồi lên cùng với Heihei. Hai chị em quyết định sẽ lấy thuyền của bọn cướp đi luôn. Asha cuối cùng cũng vượt qua được nỗi sợ, vượt qua được những ám ảnh tâm lý với gia đình và em gái ngày xưa. Cô đã sẵn sàng để bước ra ngoài khơi, đi tìm kho báu của vua hải tặc. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.